tại anh đã vô tâm hay tại anh không quan tâm em mỗi ngày. Thì giờ đây khi lời anh nói em không tin anh nữa vậy. Trong tình yêu đôi lúc ta hay giận hờn anh biết, nhưng anh thấy giờ anh không còn yêu anh. Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa mặt đâu, nơi mà em khi chưa quen anh thấy em. Nơi mà em khi chưa quen anh thấy.